chào. Tôi là người cất giữ những câu chuyện, người bảo vệ trí tưởng tượng và cũng là người kể chuyện. Hàng thế kỷ đã trôi qua với biết bao câu chuyện được lưu giữ và kể lại. Đêm nay, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện hấp dẫn nhất trong tất cả các câu chuyện. Sau câu chuyện này, cần người viết tiếp hồi kết. Cuốn sách này là một bản anh hùng ca đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng chương cuối của cuốn sách không có gì ngoài những trang giấy trắng. Bởi lẽ, câu chuyện chưa bao giờ kết thúc. Nó đã chờ đợi hàng thế kỷ, chờ đợi một ai đó viết lên hồi kết bằng sức mạnh từ trí tưởng tượng bay bổng của họ. Để viết vào cuốn sách này, bạn cần hai thứ. Một cây bút đặc biệt được làm từ lông đuôi của một loài chim huyền thoại, chim phượng hoàng, và trí tưởng tượng của bạn. Cuốn sách đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi, chờ đợi một người trong số các bạn. Nhưng hãy đề phòng lũ phù thủy. Hàng thế kỷ qua, mụ luôn ra sức săn lùng cây bút làm bằng lông đuôi phượng hoàng này để biến câu chuyện của ánh sáng thành bóng tối. Mụ tìm kiếm cây bút ấy từng ngày, ngay cả trong hôm nay, lúc này, ở đây. Liệu khi nào người hùng ấy sẽ đến đây? Hai. Far as your dreams, stories ancient.
thấy sức mạnh từ trí tưởng tượng của ta. Ra là các người biết sức mạnh và bản sắc nắm giữ. Các người nghĩ các người có thể dùng trí tưởng tượng của mình để đối đầu với ta? Không dễ dàng vậy đâu. Hãy xem đây. Bạn đã đến phần cuối của câu chuyện, nhưng câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Bạn phải hoàn thành câu chuyện, nếu không mũ phù thủy sẽ làm điều đó. Không đời nào người ta sẽ cầu được ta. Ta sẽ chịu đắp mọi sức mạnh và chiếm lại thế giới. Thank you.
bạn tới đâu. The storybook ending, your dream of may finally come. Cảm ơn các bạn đã tham gia cùng chúng tôi với